Xin chào, tôi là Nguyễn Khắc Long, chuyên gia huấn luyện năng lực doanh nghiệp và là đại diện chính thức của cả ba bậc thầy đương đại Jack Canfield, Brian Tracy và Joe Maxwell. Giá không phải là từ thường xuyên mà là cái từ khóa luôn luôn được nhắc đến nhiều nhất trong bán hàng. Người ta nhấc điện thoại lên và hỏi bạn câu đầu tiên là giá bao nhiêu và sớm tìm cách dập máy. Họ vào trong self-pay và lập tức lướt chuột ngay xuống phía cuối để nhìn giá cuối cùng và cũng nhanh chóng thoát khỏi cái self-pay đó của bạn một cách không thương tiếc. Bạn bắt đầu giới thiệu những câu chào bán đầu tiên về sản phẩm và đã bị khách hàng chặn cứng họng lại và dồn vào chân tường với câu hỏi là tóm lại là bao nhiêu. Bạn thân mến, mọi người thuộc nằm lòng những trang bán hàng sale off giảm giá khi mua vé máy bay, đặt nhà hàng, khi mua sắm quần áo thời trang hay là đồ công nghệ, và họ làm ngơ tất cả những báo giá truyền thống khác. Hầu hết bị sa vào cơn nghiện giảm giá, nhất định chỉ đợi cho đến khi đến mùa giảm giá mới chịu mua, cho dù là đã sẵn có nhu cầu từ trước và sẵn sàng ê mặt xếp hàng để khổ sở và sở hữu được những món đồ mà có giá hời, vân vân và vân vân. Họ, khách hàng yêu quý của chúng ta, đang đẩy những người bán hàng và làm kinh doanh vào cuộc đua xuống đáy, cuộc đua giảm giá, cuộc đua hạ giá, cuộc đua mất giá và cuộc đua mà nơi mà những cái chết được báo trước. Nhưng ở bên kia mặt trận, những chuyên gia bán hàng gạo cội, nhất là những chuyên gia bán những món hàng xa xỉ đẳng cấp và lột sạch từng đồng ở trong túi khách hàng bằng những cách thức rất kỳ lạ mà hầu như không bao giờ họ giảm giá, nhưng họ vẫn dẫn đầu ngành về doanh số bán hàng. Và sự thật rõ ràng là như vậy. Đó là khi họ, những chuyên gia bán hàng được đào tạo bài bản, hiểu rõ rằng là dù có giảm giá đến mức vô lý và thua lỗ thì nó vẫn là cao ở trong mắt khách hàng. Họ hiểu những thuộc tính chiến thắng được cả giá cả trong tâm trí khách hàng. Và mạnh mẽ nhất, đó là giá cả không hề tồn tại một cách rõ ràng, mà đó thực ra đó chỉ là chi phí mua lần đầu, là một phần rất nhỏ trong giá mà thôi. Và điều đó giúp cho khách hàng mua hàng trở nên khôn ngoan hơn, tin tưởng vào người bán hơn và cùng nhau giành chiến thắng trong mọi thương vụ bán mua sau này. Họ biết đánh tới tấp vào những lợi ích, những lợi thế mặc nhiên vượt qua đối thủ và còn làm cho khách hàng sợ không dám hỏi về giá nữa. Họ sẽ biết cách làm cho khách hàng ít quan tâm về giá nhất có thể, và nếu có hỏi về giá chỉ là để hỏi để móc tiền ra mà thôi. Và họ còn biết vận dụng những kỹ thuật khiến cho giá cả bị che mờ và cả những cái người mà khôn ngoan nhất cũng bị nhầm tưởng là đang mua được giá rẻ, nhưng mà thực ra là không phải như vậy. Và họ còn biết thúc đẩy cái tiến trình mua hàng của khách hàng bằng nghệ thuật chốt đơn hàng và các chiến lược về ngôn từ lẫn những chiến lược ở trong kinh doanh. Và tất cả những bí mật tuyệt vời, thực tiễn và hiệu quả bất ngờ này sẽ được trình bày với bạn đầy tính nghệ sĩ nhưng cũng rất khoa học ở trong phiên này, và giúp bạn luôn chiến thắng trong bất kỳ một môi trường cạnh tranh nào khi bạn bán hàng, và chào đón bạn ở những bài học bên trong.